Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Brio. Thì trong một thời gian vừa qua thì có những nhà em có bán rất là nhiều những mẫu dàn 5.1, thực sự là khá là nhiều bác mua trong thời gian khoảng 2 tuần trở lại đây. Hôm nay thì tiếp tục bổ sung cho những cái sản phẩm Bow 5.1, thì em có về thêm một bộ dàn nữa mà cũng rất là đẹp, cá nhân em thấy rất là đẹp, có lẽ là gần như đẹp nhất từ trước đến giờ mà em đã từng bán. Đó là bộ Bow Lifestyle V30, các bác nhé, V30. Đây là một mẫu dàn phân khúc tầm trung và có cái khả năng chơi cũng như là kết nối rất là đa dạng. Hôm nay thì hàng về cho các bác rất là đẹp về hình thức, tí em sẽ quay cho các bác kỹ về hình thức, còn sẽ có cả hai cái chân kính kia khiển di đầy đủ. Và bộ dàn này thì trước đây em bán mức giá khoảng 22 triệu, tuy nhiên là cận Tết như này thì em sẽ sale cho các bác mức giá cực kỳ tốt cho các bác, rất tốt cho các bác luôn, mức giá sẽ chỉ còn nó 18 triệu các bác nhé, 18 triệu bao gồm cả khiển zin này đấy, tặng kèm cho các bác đổi nguồn, cái Glioa đổi nguồn ấy, và hỗ trợ bao ship toàn quốc cho các bác đối với bộ V30 này. Thì thực sự là mức giá này là quá ngon và quá rẻ cho các bác, để các bác có thể tiếp cận và sở hữu bộ dàn này. Và bây giờ thì em sẽ đưa máy quay lại gần để em quay cho các bác hình thức bộ dàn này các bác nhé. Bộ này thì quá đẹp rồi, cực kỳ yên tâm. Hầu hết là những bộ mà nhà em đấu giá và sưu tầm từ bên Nhật về. Nó sẽ có những cái, tất nhiên là đồ cũ thì nó sẽ không thể tránh khỏi những việc như là bụi bẩn, rồi có những cái này kia, nhưng mà gần như là tổng quan thì nó không có gì để đáng ngại cả, rất đẹp các bác nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái loa tay này. Đối với phiên bản V30 ấy, thì đối với dòng V các bác nhé, thì thường nó sẽ là gì, là sẽ có những cái loa dạng bố thép như này. Đấy, bố thép có thể điều hướng như này, V35 cũng thế thôi, bố thép. Hay là Bow, em nhớ không nhầm là 520, 520, 535 thì phải, cũng đều là bố bố thép. Nó sẽ có hai phiên bản, loa là loa bố vải, nó bố thép, nhưng mà đối với V30 sẽ là dòng loa bố thép, và sẽ có logo ở dưới, ở trong cũng sẽ có những cái loa ở phía trong, mà nó sẽ đặt các cái hướng loa loa full ray, nó sẽ hướng sang hai bên khác nhau để chúng ta có một cái góc mở âm thanh tốt nhất, độ động tốt nhất khi mà chúng ta nghe nhạc hay là xem phim. Nhưng mà em vẫn khi các bác khi nghe nhạc, các bác nên để chế độ là hai loa thì nó sẽ hay nhất các bác, không nên để 5 loa, để 5 loa nghe nhạc nó vọng lắm. Nó giống như kiểu hiệu ứng, nó nhiều quá, nó quá nhiều hiệu ứng ấy, thì không không hay đâu. Nên nghe nhạc các bác nên để 2 loa thôi, với một con súp thì nó sẽ tạo ra âm thanh tốt nhất. Loa thì đã được treo ở trên một cái giá chân kính như thế này. Rất nhiều video thì em đã nói với các bác rồi, tất cả những phụ kiện chân kính này thì không phải là theo bộ đâu, bản chất V30 nó chỉ có những cái 5 6 cái loa và một cái súp kia thôi, một cái đầu thôi. Còn những chân kính này thì bên Nhật thì người ta mua cái chân kính này như thế nào thì về các bác sẽ có thêm phụ kiện như vậy thôi, còn phụ kiện nó đồ cũ thì nó sẽ không thể đầy đủ như đồ mới được. Có chân kính như thế này là rất tuyệt vời rồi. Ở đây thì sẽ là hai cái loa surround cũng rất đẹp các bác nhá. Bình thường thì nó có thể hơi ố vàng bởi vì bằng thép mà, nhưng mà về cơ bản là được lựa được một bộ như thế này em rất là ưng ý, bởi vì là còn rất đẹp về hình thức, sắp xếp không không bị ven rỉ gì cả, còn rất đẹp, chỉ bụi một chút thôi. Còn loa center trong bầu ấy thì cái ngoài những hiệu ứng ra thì cái loa center này là một cái điểm cộng rất mạnh, mặc dù nó nhỏ như thế này thôi, nhưng khi mà phần vocal hay là cái phần mà phần vocal hay là cái phần mà phần phần lời của bộ phim ấy, thì nó đảm bảo rất là rõ ràng, phần trung âm cực kỳ rõ ràng, mặc dù nó nhỏ nhưng em không nghĩ là nó phải phát ra, nó phóng ra một cái độ âm thanh cực kỳ lớn khi mà chúng ta ngồi ở khoảng vị trí khoảng tầm 3 đến 5 mét, thì nó vẫn đảm bảo cho bác nghe được rõ ràng cái phần thoại của bộ phim hay là phần lời của bài hát, cực kỳ đảm bảo luôn cho bác. Và cái loa center này nó cũng sẽ lớn hơn một chút so với những cái loa surround hay loa front kia, lớn hơn rất là nhiều, không phải một chút, lớn gần như gấp đôi so với hai con loa còn lại. Và V30 thì sẽ có màn hình riêng các bác. Bình thường các bác thấy là gì, một số các sản phẩm như là Bow Lifestyle khác thì nó sẽ màn hình sẽ đi chung với cái thân âm ly này, nhưng mà đối với V30 thì sẽ có một màn hình riêng, các bác có thể cho to nhỏ trên này, các bác điều chỉnh mọi thứ trên này, hoặc các bác dùng điều khiển bật tắt nguồn nó cũng được, thì rất là tiện lợi đó. Và đây là súp của V30 thì cũng là dạng súp bắt kép và khá là nặng, con này thì khá nặng, nó khoảng chắc em nghĩ khoảng tầm trên 10 cân, và súp ở bên trong sẽ có một cái khả năng trang bị cả mạch ở bên trong này để tạo ra một chất âm cực kỳ tuyệt vời cho cái dòng Bow mà đặc trưng riêng. Đối với dòng V30 thì nó rất nhiều kết nối cho các bác. Đây một chỗ số là gì, đối với 18 triệu đặc biệt các bác sẽ còn được tặng kèm cả đổi nguồn thôi các bác nhé. Tóm lại là về chỉ phải dùng thôi, mức giá này em khẳng định luôn là mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác cho dịp cuối năm này. Bắt đầu mình nhanh tay thì sở hữu thì các bác yên tâm là bộ này không có gì để chê cả về hình thức như là chất âm, mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Dòng V thì các bác yên tâm là bao hay rồi. Đối với dòng dòng V30 thì các bác sẽ có rất nhiều cổng quang, các bác nhìn thấy không ạ? Thực sự để nói cổng quang ăn chơi thì nhiều lắm, các bác thích cắm bao nhiêu cái đầu cổng quang vào đây cũng được.
có 1, 2, 3, 4, 5 tổng quang tương ứng với 5 cái ngõ phát đầu vào. Ở trên khiển kia thì sẽ có 5 ngõ phát đầu vào. Như ở đây các bác sẽ có thể thấy là trên điều khiển, các bác nhìn nhá. Nó sẽ có là đây. Các bác chờ một chút nữa, em lấy nét. Ok đây. Sẽ có là DVD này, CMR sát này, TV này, VCR, AUX thì tương ứng với 5 cái ngõ này sẽ là 5 cái cổng quang. Đấy. Các bác bật tắt cái ngõ nào thì các tùy các bác thích bật tắt ngõ nào ở trên này sẽ có luôn cho các bác. Rất là tiện, đâm ra là khi chúng ta kết nối với lại Smart TV các bác hoàn toàn yên tâm là chúng ta chỉ cần là cắm cổng quang vào đây thôi. Mà thì bảo cắm cắm cổng nào thì chúng ta chọn cổng đó. Ở đây thì nó sẽ hoàn toàn là tiếng Nhật. Thì sẽ dò mấy công dò là các bác chọn cổng nào hiển thị chữ PCM ấy. 2.0 thì có nghĩa là cổng đó đã có tín hiệu. Thế thôi. Ở đây thì sẽ có hai cái dây kết nối. Đây là một dây nguồn này là điện 100V các bác. Lưu ý giúp em là tuyệt đối cắm điện 100V. Và dây thứ hai sẽ là dây nối từ âm ly này sang cái súp kia. Âm ly thì nó chỉ nhận tín hiệu đầu vào thôi. Giả sử bác cắm cổng quang từ TV xuống thì nó nhận tín hiệu đầu vào. Đấy. Còn các bác cắm nuôi điện thì sẽ nuôi bằng cục dây nguồn riêng chứ nó không phải là cái thứ nuôi công suất ra loa. Ngoài ra thì cái con V30 này nó cũng có cổng HDMI nữa. Nó cổng HDMI để cắm lên trên TV. Khi mà các bác muốn cài đặt trên TV, các bác muốn nó chỉnh màn hình cho nó trên TV, cài đặt trên chuyên sâu ấy, thì các bác sẽ nối cái dây HDMI này từ từ đây để các bác cắm lên TV và các bác sẽ có thể cài đặt chuyên sâu, chỉnh ngôn ngữ cho nó từ tiếng Anh sang tiếng Nhật và chỉnh bát chép rồi chỉnh mọi thứ ở trên nó sẽ có mọi thứ hiệu chỉnh ở trong đó. Thì nó cũng khá là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần nối lên dây HDMI từ đây lên TV thì các bác sẽ nhìn là full màn hình bằng con nút setup ở trên điều khiển. Thế là bấm setup trên điều khiển nó sẽ hiển thị ra hết mọi các cái thông số ở trên TV bằng cái màn hình hiển thị, chúng ta sẽ chỉnh sửa được bát chép mọi thứ rồi loa trái loa phải center hay loa surround hiệu ứng như thế nào thì tùy các bác điều chỉnh chuyên sâu cho nó. Rất là hay như vậy. Đối với dòng V30 thì nó được cái đặc điểm điểm cộng có HDMI dễ dàng cho chúng ta kết nối vào setup cực kỳ là tiện lợi luôn đó. Còn ở đây những cổng đường hình thôi, đây là khu vực xuất đường hình, do vậy các bác sẽ hoàn toàn yên tâm là cái này thì không cần phải quan tâm nó lắm bởi vì bây giờ các cái TV đường hình này nó cũng ít dùng, chủ yếu là dùng HDMI ở đây để nối lên TV này. Thì nó sẽ rất là tiện đó. Còn đây thì ở trên em đã nói nó sẽ đối với đầu V30 ấy, thì nó sẽ có một cái màn hình riêng, cái màn hình đó sẽ được nối từ trên này xuống cái dây ngõ ngõ ở phía sau của cái đầu bâu này, đây chính là ngõ để cắm đường màn hình thì nó sẽ nuôi điện và ra cái màn hình này luôn, điều khiển sẽ qua đó, buộc phải có cái này thì chúng ta mới điều khiển được các bác nhé. Đó là về phía đầu âm ly thì có một sọc kết nối như vậy thì thường sẽ không có bờ Bluetooth đâu các bác nhé. Đối với bâu, những dàn xe phi của bâu thường không có bờ Bluetooth. Các bác muốn chơi bờ Bluetooth thì các bác sẽ phải mua thêm những thiết bị phụ bên ngoài. Thường các bác sẽ phải mua đồ của bâu rất là đắt, em vẫn khuyến khích các bác nên mua những cái cục như cục Urin, nó có khoảng tầm hơn 1 triệu đã làm rất là hay rồi. Xuất quang Bluetooth 5.0 của Urin rất là hay, nhưng em hay bán hơn 1 triệu thôi. Đây phía sau các bác nhìn nhá, toàn bộ những thiết bị này đều là made in Mexico hết và con bâu này sẽ có công suất ở đây thì quay trở lại một chút nó khoảng 350W các bạn, hầu hết sẽ là 350W. Đấy, thì chúng ta chỉ cần cấp điện cho nó cũng là điện 100V các bác, và ở đây thì con đầu súp thì nó sẽ nuôi 5 cái loa bằng cách nối ở đây, đánh dấu hết là loa surround này, center và hai loa phone để nối ra loa và phát ra tín hiệu ra loa luôn. Còn phần còn lại thì tín hiệu đầu vào sẽ được nối ở bên cái âm ly bên kia đó, yên tâm như vậy. Và toàn bộ in Mexico, do vậy là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm này, rất là bền các bác, và mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác trong ngày Tết chỉ có 18 triệu tặng kèm đổi nguồn bao ship toàn quốc cho các bác tới khi nào em bán hết hàng thì thôi. Và bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hotline là 0964 801493 để nhận ưu đãi bộ bầu lifestyle V30 này. Cam kết với các bác là giá sẽ rẻ nhất thị trường, bởi vì có những bác đã từ Sài Gòn ra Hà Nội công tác cũng tiện nhà em lấy luôn 2 bộ. Thực sự là em rất cảm ơn các bác, bởi vì là không nghĩ là cũng được nhiều bác quan tâm đến như vậy. Công tác từ Sài Gòn và ra Hà Nội cũng qua shop nhà em mà cũng đặt luôn một lúc tới 2 bộ liền, một bộ cho anh ý và một bộ cho bạn anh ý. Do vậy là bác nào các bác ở trong miền Nam, nếu mà bác muốn đặt hàng thì có thể ra riêng, em sẽ gửi hôm 6 em sẽ gửi cho các bác hàng vào Sài Gòn để các bác đặt bộ bộ này. Thì bây giờ thì mời các bác cùng lắng nghe những cái chất âm, những cái gọi là những cái bài bản nhạc test tới từ bộ Bow Lifestyle V20
Anh có giá rất ưu đãi ngày Tết cho các bác, chỉ có 18 triệu, tặng kèm đổi nguồn bao ship các bác nhé. Có một đời
khóc than, mới hiểu đời đã.